2024. Tiên xin được nhiệt liệt chào đón các em học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 lần đầu tiên đã trở thành những thành viên chính thức của đại gia đình. Rất mới của gia đình thực nghiệm. Xin vui mừng chào đón các bạn học sinh lớp 1. Đồng hành cùng với các em thật vui, mang đến cho các em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Có đồng ý không?